Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện tình xứ La Phong, mình sẽ xin trả lời một số câu hỏi thắc mắc của một số quý vị khán thính giả. Trước đó có một số bạn hỏi mình rằng quý bà Ngọc Lan có phải con gái của một đại tá Việt Nam Cộng Hòa tên là Trần Nượn hay không? Mình cũng không nhớ chắc chắn rằng là họ Trần hay họ gì đó. Và sau khi mình đã nói rằng là cái vấn đề này mình sẽ phải thông qua quý bà Ngọc Lan xem ý kiến của bà ấy như thế nào. Và khi được hỏi về vấn đề này thì bà Ngọc Lan đã nói rằng không có cái câu trả lời cho câu hỏi này. Vâng, thưa quý vị, nói như vậy có nghĩa rằng bà Ngọc Lan không muốn tiết lộ về những cái quá khứ, về cái lý lịch của cha của bà ấy. Thì các bạn chỉ biết rằng cha của quý bà Ngọc Lan là một đại tá lính Việt Nam Cộng Hòa đã rời Việt Nam sau cái ngày sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Và sau khi ông sang Mỹ được khoảng 3 năm thì sau đó ông đã sang bên Canada và trở thành một nhà kinh doanh bất động sản. Và sau khi ông ấy mất thì quý bà Ngọc Lan là con gái duy nhất được thừa hưởng cái sản nghiệp của cha mẹ để lại. Thì bà Ngọc Lan đã yêu một cậu sinh viên người Trung Quốc tên là Ngô Hoa, và chính cái ông Ngô Hoa này bây giờ hiện tại đang là chồng của bà Ngọc Lan. Trong video trước mình đã nói tới vấn đề khi ông Ngô Hoa phát hiện ra con trai của mình và con gái của mình hai đứa yêu nhau thì ông ấy đã quá hoảng hốt. Và khi cô gái này biết sự thật bản thân mình là con gái của ông Ngô Hoa, có nghĩa là hai anh em ruột yêu nhau, hai anh em cùng cha khác mẹ yêu nhau, thì cô gái này đã quá hoảng loạn và lái xe ra ngoài đường và đã xảy ra một cái vụ tai nạn rất thương tâm. Và hiện nay theo như mình biết, tình hình sức khỏe của cô gái vẫn chưa được ổn áp lắm. Bác sĩ nói rằng là cái vấn đề sống chết nó chỉ cách nhau một cái sợi tóc nhỏ mà thôi. Bởi vì cô gái Bội Linh đi trên một chiếc xe 4 chỗ và cô ấy gặp tai nạn đối đầu với lại một chiếc xe tải khá lớn các bạn ạ. Rất may là cái tốc độ đi trong thành phố của hai chiếc xe nó không quá lớn, cho nên là tạm thời cô gái Bội Linh vẫn giữ được tính mạng. Cũng như các bạn đã biết, ông Ngô Hoa đã đến nhà mình và xin ở nhờ ít hôm, mục đích là để cho lấy lại cái bình tĩnh sau khi biết rằng bản thân mình chính là người gây ra cái nghiệp báo này. Bởi vì trong khi mà ông Ngô Hoa kết hôn với bà Ngọc Lan, khi đó đã có một cậu con trai 3 tuổi rồi, và ông gặp lại người tình cũ là cô gái San San, sinh viên cùng trường đại học với ông ở tại Bắc Kinh từ năm 1979, và hai người sau cái sự kiện Thiên An Môn xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 thì hai người mỗi người một phương trời. Sau khi bị chính quyền Trung Quốc truy sát thì họ đã trở thành những cái người tị nạn phiêu bạt bốn phương trời. Ông Ngô Hoa cũng không bao giờ nghĩ rằng cô người yêu của mình là cô San San đã vượt biên trên một cái con đường biển, tức là cô gái đó đã đến thành phố Phúc Kiến và đã nhờ được một cái con tàu của một ngư dân đánh cá ở tại Phúc Kiến và sau đó vượt biên và đến định cư được ở đất nước Canada. Còn bản thân ông thì may mắn hơn, chạy sang được Hồng Kông và đi theo con đường của Cao ủy Liên Hợp Quốc và cũng định cư ở đất nước Canada. Sau hơn 20 năm trời vô tình gặp nhau ở thành phố Quebec, và chỉ trong một tuần đó thôi thì họ đã có với nhau một đứa con gái. Nhưng lúc này khi phát hiện ra mình là có bầu với người yêu thì bà San San đã quá hoảng sợ. Bởi vì sao? Bà nghĩ rằng là mình yêu người yêu của mình thì mình phải chấp nhận hy sinh. Bởi vì người yêu của mình, cái duyên trời đã định, đã kết hôn với bà Ngọc Lan và hai người đã có con với nhau, thì mình không thể làm một người thứ ba lao vào cuộc tình này để phá vỡ hạnh phúc của gia đình nhà người ta. Chính vì vậy mà quý bà San San này đã quyết định đi đến thành phố Vancouver để sinh sống. Nhưng sau khi cô bé Bội Linh ra đời và lớn lên thì cô bé này lại muốn trở về Toronto, bởi vì cô ấy muốn theo đuổi một cái trường đại học nghệ thuật. Và cô bé này theo như mình biết rằng là rất ham muốn cái nghề ca hát, bởi vì cô ấy trời phú cho cô bé là một cái giọng hát tuyệt vời, và cô ấy là một vũ công, hay nói một cách khác là cô ấy là một cô gái theo đuổi cái lớp ca múa nhạc các bạn ạ. Cho nên là khi mà quý bà San San quyết định trở về Toronto thì không dám ở lại thành phố Toronto mà đã đi
thuê nhà ở thành phố Mississauga, cách thành phố Toronto khoảng 27 km. Cái vấn đề ở đây là bà San San đã nghĩ rằng là sợ mình có thể gặp lại người tình cũ, và những cái chuyện khi mà người người tình mà gặp nhau á, thì cái chuyện ái ân về tình cảm thì khó có thể nào tránh được. Cho nên là chính vì vậy bà đã ở một cái thành phố khác cách xa thành phố Toronto là 27 km. Vâng, trong video trước mình cũng có một sự nhầm lẫn và mong quý khán thính giả thông cảm. Mình có nói rằng là mình so sánh Toronto nó như thủ đô Hà Nội, có nghĩa nhiều bạn hiểu rằng là Toronto là thủ đô của Canada, nhưng thực chất không phải. Thủ đô của đất nước Canada nó là Ottawa và nằm cách Toronto khoảng trên dưới 400 km các bạn nhé. Nhưng thành phố Toronto lại là trái tim của đất nước Canada, bởi vậy mình mới so sánh đó là cái thủ đô giống như thủ đô Hà Nội của mình mà thôi. Vâng, thì ngay sau khi mà về lại một cái thành phố cách Toronto là khoảng 27 km, thì cô gái Bội Linh của bà San San đã theo theo học ở thành phố Toronto. Thì trong khi đó thì con trai của ông Ngô Hoa là cậu Ngô Hữu cũng học ở trường đại học này, và hai người đã quen biết nhau và yêu nhau hơn một năm đó. Thì trong câu chuyện này rõ ràng rằng là tất cả cha mẹ ông Ngô Hữu và bà San San cũng không biết gì về chuyện đó, bởi trước đây khi bà San San có bầu bỏ đi thì ông Ngô Hữu cũng mất tích từ ngày đó. Tuy ông có đến thành phố Quebec một lần và thăm quan một người bạn và tìm đến cái nơi San San ở trước đây, và được một cái cụ bà lúc này đã nhiều tuổi rồi nói rằng chính cái cô bé đó khi đó đã mang bầu, và bản thân bà ấy và cô bé này chính là đã đi tới bệnh viện để xét nghiệm. Thì sau cái đợt mà xét nghiệm biết mình có bầu rồi thì bà San San đã bỏ đi. Thì từ ngày đó đã là 20 năm trôi qua các bạn ạ. Trong những câu chuyện tình thì theo như mình biết nó như là một cái gọi là duyên trời định, và khi trời đã định rồi thì khó có ai có thể tránh được. Có rất nhiều câu chuyện dù người ta ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng cuối cùng thì vẫn được gặp lại nhau, bởi vì đây là duyên trời định thì khó có thể lý giải, đúng không các bạn? Vâng, sau khi mình và ông Ngô Hoa đã nói chuyện với nhau thì đã mình cũng và ông Ngô Hoa đã đưa ra một cái quyết định là bản thân mình sẽ giúp ông Ngô Hoa đến bệnh viện để nói chuyện với bà San San. Cái vấn đề đầu tiên là để chứng thực xem cái người đàn bà tên là San San này có phải là người tình của ông Ngô Hữu hay không. Và nếu chính bà San San này là người tình của ông Ngô Hữu năm xưa và có đứa con tên là Bội Linh, thì lúc đó mình sẽ lựa lời nói chuyện với bà quý bà San San để đưa đến gặp ông Ngô Hữu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lập tức mình đã tới bệnh viện mà ở Toronto mà nơi cô gái Bội Linh đang làm cấp cứu ở đó. Mình cũng không khó khăn gì để nhận ra một người đàn bà người Trung Quốc với cái mái tóc ngắn đang coi như rất đau khổ, nước mắt lưng tròng. Khi đó bà ta đang dựa đầu vào vai của cậu sinh viên Ngô Hữu, và hai người hoàn toàn là không biết nhau các bạn nhé. Bản thân mình và con trai của ông Ngô Hoa, tức là cậu Ngô Hữu, cũng chưa một lần làm quen với nhau. Ngay cái buổi tiệc lần đầu tiên để mà chưa kịp làm quen với nhau thì đã xảy ra câu chuyện này rồi. Chính vì thế mà mình đã biết cậu Ngô Hữu nhưng cậu Ngô Hữu lại hoàn toàn không biết mình. Mình đã chủ động đến làm quen với bạn Ngô Hữu và bà San San. Thì mình có hỏi thăm về sức khỏe của Bội Linh và tự giới thiệu bản thân là bạn anh em bạn bè của vợ chồng ông Ngô Hoa. Ngay sau khi biết tin mà bé Bội Linh vẫn chưa qua cái thời điểm nguy kịch thì mình có nói với cậu Ngô Hữu rằng mình muốn gặp riêng mà quý bà San San một chút, thì cậu Ngô Hữu đã chủ động để mình và bà San San gặp nhau. Thì tại trong một cái khuôn viên của bệnh viện, mình đã lựa lời nói hỏi lý lịch của bà San San. Khi mình hỏi bà ấy có phải rằng cách đây 20 năm bà đã từng sống ở thành phố Quebec một thời gian không, thì bà San San đã trố mắt ngạc nhiên và rất là không hiểu rằng là tại sao mình lại biết rằng là bà ấy đã từng sống ở thành phố Quebec. Thì bà ấy hỏi rằng là anh là người người như thế nào, có quan hệ như thế nào với ông Ngô Hữu. Thì mình cũng trả lời bình thường rằng là mình chỉ là một anh em bạn bè quen thân với nhau thôi, trong cuộc sống gặp nhau và quen biết nhau. Mình cũng tự giới thiệu rằng mình là một người Việt Nam nhưng mà có thể biết nói tiếng tiếng Hoa, bởi vì mình đã từng sống ở
Hồng Kông 5 năm và ở Trung Quốc 2 năm. Thưa các bạn, bà San San là một quý bà rất là thông minh, theo mình nghĩ đến mức độ tuyệt đỉnh. Chỉ cần khi mình nói vấn đề đó gái là bà đã biết ngay câu chuyện. Và bà nói rằng là chính tôi là San San và đứa con của tôi là Bội Linh. Chắc chắn là anh cũng đã hiểu ra câu chuyện rằng là đó là chứ đứa con của ông Hòa với tôi. Trong câu chuyện này, tại sao mình nói rằng là bà San San là người thông minh tuyệt đỉnh? Bởi vì chỉ cần nghe mình hỏi cái câu chuyện rằng là bà có phải đã từng sống ở Quebec mà cách đây 20 năm không, thì có nghĩa bà đã hiểu ra rằng là mình là người của ông Ngô Hoa cử đến để điều tra về lý lịch rằng là có phải là bà là San San và đứa con gái đó là của ông ấy hay không. Người ta rất nhanh nhạy hay là đây là những cái cảm tính của những người phụ nữ, của những người đàn bà thì mình không rõ nữa. Ngay sau khi biết tin ông Ngô Hoa muốn gặp mình và đang lẩn trốn, chưa dám đối diện với cái sự thực của câu chuyện này, thì bà San San đã rất hiểu câu chuyện và bà ấy đã biết mình phải làm cái gì trong cái thời khắc này. Như các bạn đã biết, quý bà San San là người thông minh, cho nên là bà ấy biết rằng là có ở lại bệnh viện cũng chẳng giải quyết được cái gì. Bởi vì hiện tại con gái của bà đang nằm trong cái phòng cấp cứu và trong cái thời khắc mà thập tử nhất sinh, không có ai có thể là vào đó thăm được ngoài các bác sĩ. Và ở đây thì nếu bà có ở lại đây cũng không giải quyết được việc gì, mà vấn đề mà bây giờ cần giải quyết chính là gặp người tình của mình và để đưa ra những cái giải pháp làm sao đó để cho câu chuyện này nó không trở nên rắc rối. Chính vì vậy mà bà đã quay lại chỗ cậu Ngô Hữu kia, nói những lời mà từ biệt, gửi gắm cậu Ngô Hữu là trông lom con gái của mình. Sau đó bà đã đi theo mình và hai người đã trở về nhà mình để gặp ông Ngô Hoa. Vâng, thưa các bạn, mình cũng từng đã nói với các bạn rằng mình là một người sống, là một người đàn ông đa sầu đa cảm. Và khi mà nhìn thấy những cái cảnh tượng đau lòng á, thì bản thân mình cũng không kìm nén được những giọt nước mắt. Khi mà ông Ngô Hoa và bà San San gặp lại nhau thì cả hai ông bà lao vào ôm chầm lấy nhau. Bà San San khóc nức nở và nói rằng là tất cả tội lỗi là do em. Bởi vì chính em đã giấu em có con với anh và đã xa muốn xa lánh anh. Cho nên là câu chuyện ngày hôm nay nó mới xảy ra như thế này. Anh cứ nguyền rủa em đi. Và tất cả những cái tội lỗi này anh hãy để cho ông trời đổ hết lên đầu em. Họ ôm ghì chặt nhau ở ngay tại cửa nhà mình mà cái cánh cửa vẫn mở ở trước một cái hành lang mà khi đó mình chưa kịp phải đóng cửa vào nữa. Biết câu chuyện xúc động này cho nên là mình đã rời ra khỏi chung cư để cho hai người có một cái khoảng không gian riêng để mà tâm sự với nhau. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình đi ra ngoài khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mình nhận được điện thoại của ông Ngô Hoa. Ông Ngô Hoa đã điện thoại nói rằng là anh luôn về về luôn nhà. Chúng tôi muốn có cái sự góp ý của anh trong cái câu chuyện này để tìm ra một cái biện pháp hợp lý nhất. Bởi vì chúng tôi biết rằng anh là người ngoài cuộc cho nên là anh sẽ có những cái cách nhìn sáng suốt hơn. Còn hiện tại chúng tôi là đầu óc rối như tơ vò. Và như các bạn biết đó, ngay cả các bạn đặt vào hoàn cảnh như mình thì mình cũng tin rằng là chẳng có ai đưa ra được một cái biện pháp gì gọi là hợp lý trong câu chuyện này cả, đúng không ạ? Bởi vì ở đây tất cả mọi người, trong đó mình nói với tất cả mọi người ở đây có nghĩa là hai ông bà Ngô Hoa và bà San San mà thôi, thì họ cũng không thể nào đưa ra một cái biện pháp nào đó để giấu kín được cái câu chuyện này, không cho bà Ngọc Lan và con trai của bà Ngọc Lan là cậu Ngô Hữu biết. Cái vấn đề trước mắt là giải quyết câu chuyện nó là như vậy. Còn đến khi chẳng hạn như mà khi mà cô gái Bội Linh tỉnh dậy thì đó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Khi đó phải giải thích như thế nào với cô bé Bội Linh. Đây là một câu chuyện trong gia đình nhưng nó hết sức hệ trọng liên quan tới cuộc sống của nhiều người. Và bản thân mình khi trở về đến nhà thì mình cũng bó tay luôn các bạn ạ. Thì lúc đó thì ông Ngô Hoa có nói rằng tôi nghĩ rằng có khi là phải đưa con gái của tôi đi sang Mỹ để điều trị. Có nghĩa là rời xa cái bệnh viện ở Toronto và chuyển đến một bệnh viện khác ở tại đất nước Mỹ. Vâng, thưa các bạn, như các bạn biết rằng thực lực của ông Ngô Hoa hiện tại là hai vợ chồng ông là sở hữu một cái khối tài sản khổng lồ và cái chuyện để đưa một người mà đi từ Canada sang Mỹ thì nó không có gì là khó. Nhưng vấn đề nó nằm ở đây, có nghĩa là các bác sĩ
chắc chắn là không chấp nhận một cái bệnh nhân đang trong cái tình trạng hôn mê như vậy mà lại di chuyển một cái quãng đường xa như vậy, mà chưa chắc gì bệnh viện ở Mỹ đã hơn ở Canada. Cái lý do mà ông Ngô Hoa đưa ra ấy, là có thể nói rằng bà San San có thể nói rằng là người thân của bà là làm bệnh viện bên Mỹ, và ở bên bệnh viện Mỹ có những cái phương pháp tối ưu để mà đưa chữa cho cô gái này tỉnh dậy nhanh chóng. Tuy nhiên cái giải pháp này mình cũng thấy rằng nó không hợp lý một chút nào, bởi vì các bạn biết rằng bà Ngọc Lan vốn dĩ là con gái của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, và ở bên đó bà không thiếu gì những cái người quen và những người có quyền chức trong xã hội. Theo như mình biết, năm nào ít nhất bà Ngọc Lan cũng 2 lần trở về Mỹ, bởi vì người thân họ hàng của bà ở bên đó tương đối nhiều. Cho nên là nếu mà có chuyển cô gái Bội Linh này sang một bệnh viện nào ở Mỹ thì chắc chắn rằng là câu chuyện này cũng không bao giờ dự kiến được, bởi vì bà Ngọc Lan sẽ nhờ những người thân ở đó giúp đỡ cái cô gái này, bởi vì bà mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn bà hiểu rằng là những lời nói như thế nào đó của người chồng của mình, cho nên mới dẫn đến cái câu chuyện cô gái này đã bỏ chạy và đã lái xe ra ngoài đường, và quá mải suy nghĩ về cái câu nói của chồng mình mà cô gái này đã dẫn đến một tai nạn thương tâm. Chính vì việc điều này thì bà chắc chắn là phải có trách nhiệm. Bản thân bà San San thì như các bạn biết rằng là một người đàn bà. Dù bà ấy có thông minh tột đỉnh nhưng mà bà ấy đang ở trong tâm trạng rối bời. Có một đứa con gái duy nhất thì lại đang nằm viện mà không biết sống chết ra sao. Bản thân bà thì hiện tại lại chưa không có mặt ở bệnh viện. Chính vì vậy mà bà không có một cái giải pháp nào để mà nói với người tình của mình. Còn riêng cái quan điểm của mình theo trong câu chuyện này, mình nói rằng tốt hơn hết là phải thông báo cho bà Ngọc Lan biết và phải nói chuyện với cậu Ngô Hữu Kỳ biết. Nếu câu chuyện này càng giấu giếm mà khi bà Ngọc Lan và cậu Ngô Hữu kia phát hiện ra thì câu chuyện nó càng trở nên tồi tệ hơn. Cái vấn đề ở đây là cho bà Ngọc Lan và cậu Ngô Hữu biết cái câu chuyện này vào thời điểm nào mà thôi. Bởi hiện tại thì cô bé này đang nằm viện, không nên cho tất cả mọi người biết câu chuyện sự thật nó đang diễn ra như vậy. Cái quan trọng là tất cả mọi người đều đang rối bời thì đừng lên đổ thêm dầu vào lửa và để cho các bác sĩ tận tâm cứu chữa đã. Khi mà cô bé Bội Linh này tỉnh dậy thì khi đó sẽ đưa cái câu chuyện này nói ra để giải quyết trong vấn đề gia đình. Và cái điều quan trọng ở đây là chính ông Ngô Hoa và bà San San là phải đứng ra chịu trách nhiệm trong cái câu chuyện này và phải đưa ra những cái biện pháp hợp lý để không làm tổn thương nặng nề đến bà Ngọc Lan và cậu con trai là Ngô Hữu. Mình cũng có một lời góp ý chân tình với ông Ngô Hoa rằng là ông nên mở điện thoại ra và nói chuyện bình thường với vợ con, bởi vì khi mà ông đã tắt máy điện thoại và không có sự liên lạc thế thì mọi người sẽ bán tín bán nghi và đặt ra rất nhiều câu hỏi và họ sẽ không có câu trả lời thì không thể nào yên tâm. Ông Ngô Hữu cũng nhận ra cái câu chuyện này nó không đơn giản nó là như vậy, và bản thân mình phải dũng cảm để nhận trách nhiệm trước cái lỗi lầm này. Và ngay sau đó thì ông đã mở cái điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của vợ mình và những cái tin nhắn của bà vợ. Trong khi đó thì con trai của ông cũng gọi điện và nhắn tin rất nhiều, và ông khi mà đọc tin nhắn này thì mình không hiểu là trong đó viết gì, nhưng ông ấy chỉ nói một câu rằng là con trai tôi đã hiểu đi sai quá, câu chuyện này quá xa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện tại không thiếu gì những câu chuyện tình lâm ly bi đát, không thiếu gì những câu chuyện tình éo le đi vượt qua những cái suy nghĩ của người trong cuộc. Ông trời đã sinh ra những người đàn ông, và cái bản chất của những người đàn ông là rất rất nhiều người đã có vợ con nhưng vẫn muốn có những cuộc tình bên ngoài cuộc sống khác. Vâng, có thể nói rằng đây là một cái món ăn, mà món ăn của người đàn ông nói rằng họ phải thay đổi cái hương vị cuộc sống, như là ăn cơm mãi rồi thì phải thèm ăn phở. Nhưng câu chuyện này thì hoàn toàn không không hẳn là như vậy, mà mình nghĩ rằng tất cả những câu chuyện tình mà éo le đầy những nỗi đau khổ thì đây là do duyên kiếp tiền định mà thôi. Vâng, câu chuyện của mình sẽ tiếp tục vào video sau. Không biết rằng cách xử lý của ông Ngô Hoa và bà San San trong những ngày tới sẽ như thế nào, thì mời các bạn và quý khán thính giả hãy nhớ đón xem.